Những đại án sẽ xét xử trong năm 2024. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng. Trong năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan ra trước Tòa án Nhân dân TP.HCM để xét xử. Dự kiến phiên tòa sẽ mở trong năm 2024. Cơ quan tố tụng quy kết, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của ngân hàng SCB từ 85% đến 91,5%, qua đó trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi như tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình và các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, tạo lập một số lượng lớn hồ sơ cho vay vốn khống để rút tiền từ ngân hàng SCB, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm, mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ. Sau đó Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên rút tiền. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến 31 tháng 12 năm 2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB. Đến thời điểm bà Lan bị khởi tố, còn dư nợ 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Giai đoạn này, cơ quan truy tố đánh giá hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Giai đoạn thứ hai, từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỷ đồng. Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Hiện cáo trạng hồ sơ vụ án Tân Hoàng Minh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chuyển sang Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để đưa ra xét xử trong năm nay. Hồ sơ vụ án thể hiện tháng 6 năm 2021, tập đoàn Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai do ảnh hưởng của Covid-19, khiến doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn về tài chính, có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Đến tháng 1 năm 2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021. Để có tiền thanh toán nợ, bị can Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới tại tập đoàn Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn. Theo đó, các bị can thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, ba công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm công ty Ngôi Sao Việt, công ty Soleil và công ty Cung Điện Mùa Đông. Cáo buộc cho rằng các công ty con này sau đó đã mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đó, bị can Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được, ông Dũng và đồng phạm chi tiêu vào nhiều việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Theo cơ quan tố tụng, ông Dũng và 15 bị can trong vụ án đã chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng. Số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại. Cựu chủ tịch FLC thao túng chứng khoán. Vụ án chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cũng dự kiến được đưa ra xét xử trong năm 2024. Trước đó, vào tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết và 20 người về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này. Theo kết luận, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 1 năm 2022, ông Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 45 người, thành lập và đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng thổi giá cổ phiếu. Sau khi giá cổ phiếu SLC được thổi lên cao ngất ngưỡng, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu. Tổng số tiền ông Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính 530 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Quyết còn bị cáo buộc chỉ đạo một số người thân và thuộc cấp thực hiện việc góp vốn khống vào công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos, mã cổ phiếu là ROS, bằng cách ký khống các chứng từ. Theo cơ quan tố tụng, sau khi FLC Pharos niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, ông Quyết đã bán chiếm đoạt 306.000 tỷ đồng là tiền của các nhà đầu tư. Cùng với xét xử những đại án lớn nêu trên, trong năm 2024, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đang tích cực đấu tranh làm rõ một số vi phạm xảy ra trong vụ án xăng dầu Xuyên Việt Oil, vụ đưa nhận hối lộ xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các đơn vị liên quan. Công an Hà Nội đã khởi tố về tội giết người với nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở huyện Sóc Sơn, xảy ra vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đối tượng này là hàng xóm, sống gần nhà nạn nhân.
Ngày 15 tháng 2, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đối tượng này bị khởi tố về tội giết người, danh tính và động cơ gây án của bị can chưa được thông tin. Trước đó, ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội nhận tin báo của Công an huyện Sóc Sơn về trường hợp một bé trai 3 tuổi ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang bị giết. Ngay sau khi nhận trình báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới hiện trường, phong tỏa, bảo vệ nơi xảy ra vụ án để điều tra làm rõ. Bước đầu, nhà chức trách xác định nghi phạm gây án là người đàn ông hàng xóm sống gần nhà nạn nhân. Đối tượng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó. Theo chuyên gia pháp lý, cháu bé 3 tuổi còn là trẻ em, chưa có khả năng tự bảo vệ bản thân, thế nên hành vi xâm hại đến tính mạng của trẻ em là rất đáng lên án và bị trừng trị nghiêm khắc. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với thông tin ban đầu như trên, vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý là cần thiết và có căn cứ. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong, làm rõ danh tính của nghi phạm và khả năng nhận thức điều khiển hành vi của nghi phạm tại thời điểm sự việc xảy ra. Theo ông Cường, cháu bé 3 tuổi còn là trẻ em, chưa có khả năng tự bảo vệ bản thân nên hành vi xâm hại đến tính mạng của trẻ em là rất đáng lên án. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, lời khai của nhân chứng, lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nghi phạm về tội giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Tội giết người có khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình. Vị chuyên gia thông tin, thông thường, hành vi sát hại trẻ em là do ý thức coi thường pháp luật hoặc do sử dụng trái phép rượu bia, chất kích thích, dẫn đến hạn chế khả năng kiểm soát hành vi. Tuy nhiên, dù là nguyên nhân nào chăng nữa, hành vi sát hại trẻ em là hành vi rất đáng lên án, nghi phạm thực hiện sẽ bị xử lý hình sự với chế tài nghiêm khắc. Vụ việc cho thấy nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành là có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đối tượng thực hiện hành vi bạo hành trẻ em thường là những đối tượng nhiều cơ hội, thời cơ tiếp xúc với trẻ em. Bởi vậy, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, ông bà, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Ông Cường nêu quan điểm, cần nhận diện, phát hiện ra những nguy cơ trẻ em có thể bị bạo hành, xâm hại để kịp thời có những giải pháp ngăn chặn, mới giảm thiểu được những vụ việc đau lòng như trên. Chiều 14 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin vụ cô gái 25 tuổi bị nam thanh niên sát hại rồi phân xác phi tang xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân trong vụ án này là chị Vi Thị Thống, 25 tuổi, quê ở Đồng Nai. Hung thủ là Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê ở Tiền Giang. Sau khi dẫn dụ qua phòng, Khoa đã khóa cửa dùng dao đâm nạn nhân tử vong, sau đó cướp tài sản. Chiều 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết, Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án nghi phạm sát hại cô gái vào ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết ở thành phố Thủ Đức. Chiều 8 tháng 2, tức 29 Tết, chị Thống tan ca làm và trở về phòng trọ nằm trong hẻm trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Sau đó, chị Thống nhắn tin với gia đình là chuẩn bị về quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để ăn Tết. Chờ mãi không thấy chị Thống về nhà, người thân đã cố gắng liên lạc nhiều lần qua điện thoại, thế nhưng không có kết quả. Sáng ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 Tết, bạn trai của chị Thống nói với người thân của chị là đã nhờ người đến phòng trọ tìm, thế nhưng thấy cửa đã khóa ngoài. Người này đã phá khóa để vào phòng kiểm tra, thế nhưng không thấy chị Thống ở bên trong. Đến trưa ngày 9 tháng 2, gia đình chị Thống đến phòng trọ của con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn, xe máy vẫn để ở bên trong. Trên xe treo nhiều túi đồ chuẩn bị về quê. Tuy nhiên, ba lô mà chị Thống thường dùng và điện thoại, chìa khóa xe thì không có ở trong căn phòng. Tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ. Cơ quan điều tra ghi nhận, chị Vi Thị Thống không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 2. Đồng thời, xác định chị Vi Thị Thống vẫn chưa về nhà tại xã Sông Dây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Từ kết quả báo cáo của Công an thành phố Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại. Ngày 12 tháng 2, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phân công Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã triển khai 6 tổ công tác ra soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của nạn nhân, cùng các đầu mối thông tin khác nhau tại nhiều địa phương. Trong đó, Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1999, cư trú tại phòng trọ số 14, nhà số 103/18 Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, có nhiều biểu hiện bất thường.
Chỉ trong chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tại cơ quan điều tra, Khoa khai vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết, sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Nguyễn Đăng Khoa đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó đã dùng vũ lực tấn công và đâm nạn nhân. Nguyễn Đăng Khoa còn hiếp dâm nạn nhân và chiếm đoạt một lắc tay và một nhẫn trên người, hai nhẫn vàng 9999 và một sợi dây chuyền, một đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của Thống. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội cướp tài sản, giết người và hiếp dâm.